Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Bắc 135 nâng cấp cái khẩu pháo Titan đến từ Nhật Bản cực khủng. Cái chiếc Bắc 150 là một trong những dòng xe đến từ bên Thái Lan được nhập khẩu dẫn tàn với số lượng vô cùng ít ỏi, với mức giá bán thị trường xe cũ hiện nay không dưới là 100 triệu một chiếc. Sở chứng minh được nó, những anh em đang sưu tập thường giữ gìn nó trong tình trạng nguyên bản. Nhưng vì chủ nhân Triệu Chi hôm nay đã nâng cấp cái chiếc Spark 100i của mình thành một cái phiên bản táo bạo hơn với những món đồ chơi đắt đỏ nhất thị trường hiện nay. Cái chiếc Spark 135i hôm nay được dọn bởi một người chủ tên là Toàn Xe đến tịch liều. Một người thân thiện với chúng tôi và vô tình đã chuyển giao chúng tôi góc ảnh này. Và mình đã đề cập ở đây tất cả những món đồ chơi trên cái chiếc siêu phẩm Spark 100i hôm nay đều là những món đồ chơi cao cấp, dựa vào những gì mà anh chủ lắp đặt một cách tỉ mỉ để tạo ra một tổng thể là vừa hoàn hảo mà còn tôn lên nét đẹp tiềm ẩn cho cái dòng xe này. Cái cụm công tắc đồng hồ của Spark 100i đều được anh chủ giữ lại để bảo toàn nét đẹp ban sơ thở ban đầu của dòng xe này. Cái đồng hồ chiếc xe này cũng rất có giá trị, có một cái đèn báo tín hiệu FI nên được rất nhiều anh em săn tìm. Trên cái dàn tay lái còn có hiện diện một điểm nhấn nhỏ, chính là cái cụm ga đồng hồ hai ống ga dưới cam màu đồng. Nó cúp ngắn hơn hình định ga, đem tới cái nước đề ba ổn định hơn so với cụm ga xin. Phần ba ga trên xe cũng tạo cái sự tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng, khi người chủ có thể cố định nhiều cái vật dụng trong quá trình di chuyển hàng ngày. Nó còn tăng giá trị của chiếc xe hôm nay vì được làm từ liệu titan khá đỏ. Muốn người chủ muốn sở hữu được nó thì phải đặt trước, có thể là yêu cầu người thợ chế tác những hoa văn riêng theo cái sở thích cá nhân của bản thân mình. Thật sự thì mình không đợi lâu hơn nữa để giới thiệu anh em về cái cụm thắng Rainbow Bridge Rossi, một món đồ chơi giá đỏ nhất thị trường xe máy hiện nay khoảng 38 triệu. Gắn lên con xe này bắt buộc phải cắt cầu nhiệt áo khá nhiều. Những chi tiết khoáng này được anh chủ hoàn thiện hết sức khéo léo vì là ôm sát vào cái cụm thắng và nấm chỉnh của cụm Rainbow Bridge Rossi. Dù là một chi tiết nhỏ thôi, tuy nhiên nhìn vào cái cặp xe nhanh trước của cái chiếc xe Spark 100i có mức giá lên tới từ 4 đến 5 triệu một cặp, có thể chạm ngưỡng 6 triệu tùy thời điểm hàng hiếm. Sở dĩ nó có giá đắt như vậy, chỉ cặp xe nhanh trước này được nhập khẩu trực tiếp từ Yamaha Hy Lạp về, sản xuất dành cho cái dòng Triton X 105, có thể gắn hoàn toàn như zin cho những dàn áo như Spark 100i, X4 104 số hoặc là Yamaha MX 105. Nếu như đặt cạnh cái niềng SL Rim, nếu như chúng ta đặt cạnh cái niềng SL ASEAN, thì rõ ràng cái niềng của SL Rim xuất hiện trên cái chiếc xe hôm nay thật là đẳng cấp hơn khá nhiều, sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ bên Nhật Bản về. Bởi vì những yếu tố như chất lượng, cái nước xi mạ, trọng lượng vân cũng hơn nào định nhỉnh hơn so với cặp niềng SL ASEAN sản xuất ở Malaysia. Vốn dĩ thì cái con xe hôm nay đã dùng cho mình cái cặp bánh mâm là cứng cáp hơn, nhưng để làm tươi mới dàn chân bằng cái phong cách là cầm đồng niền thì tổng thể chiếc xe giờ đây trông là lâu cuốn và đẹp mắt hơn khá nhiều. Đặc biệt cái dàn chân này đóng một vai trò như một cái tấm nền hoàn hảo để nhường lại cái sự nổi bật với những món đồ chơi hàng hiệu cao như cái dòng heo Rainbow Bridge Motorbike, cái đĩa của Rainbow Oversize. Chiêm ngưỡng ở dàn chân trước, chúng ta không thể bỏ lỡ về ốc titan sặc sỡ, tiếp cùng với dòng heo bấm đồ S cuối cùng với ngắt dọc sau ly. Những cái điểm nhấn nổi bật này hút được cái sự chú ý của người nhìn, pha lẫn một chút những cái ốc titan cùng với những cái ốc inox là giống nhau. Cái sự kết hợp này làm cho diện mạo chiếc xe trông tươi mới, độc đáo hơn khá nhiều. Tìm hiểu về cái dàn chân sau, anh em dễ dàng phát hiện ra cái dòng phục ni trên R3 sản xuất cho cái chiếc Spark 100i hay là Exeter Gram gắn hoàn toàn như zin, đặc biệt ở chỗ chép người dùng có thể chỉnh được độ nén lập của phục khi di chuyển trong cua quẹo và những cái đường đường phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại. Khác với những anh em khác thì trung thành tuyệt đối với càng thẳng inox, phong cách là của Sadia, đi cùng càng thẳng của Titan. Tuy nhiên anh chủ trên cái dàn chân sau của chiếc xe hôm nay trông độc đáo hơn bằng bộ đôi càng thẳng dài của Takawa và nấm chỉnh Takawa nhìn là tinh xảo hơn. Với một cây bộ nguyên bản tích hợp thêm bầu hơi xử lý khí thải tốt là một trong những đặc sản của dòng là Spark 100i, nhưng anh chủ đã thẳng tay là bỏ nó nâng cấp lên cái bộ của Over Racing Titan kết hợp cùng với cổ titan kích thước là siêu chuẩn, phù hợp với cấu hình chiếc xe, hạn chế nguy cơ bị hợp ga. Đối với một cái chiếc Spark 100i hôm nay dọn đỉnh này thì thật sự mình có thể dùng một cái từ là hoàn mỹ để miêu tả được chiếc em ấy hôm nay.
Exeter 1-10 lột xác 11 với một cái dàn đồ kiểu đất đỏ. Cái chiếc Exeter độ hôm nay ngoại trừ giật áo với tâm màu mới thì em ấy còn sở hữu một tá những món đồ chơi xịn sò được anh chủ nâng cấp để chiếc xe trông lại tươi mới hơn. Những món đồ chơi trên xe được trang trí rất là hợp cùng với phong cách hiện đại. Cái cụm con tính từ CCCB đi cùng cái cụm tay mang có tên là IC2. Mẫu tay này sử dụng những cái đường bo khá chuẩn tạo ra một cảm giác bóp rất thoải mái cho người dùng. Ngoài ra thiết kế cũng sắc sảo, được rất nhiều anh em đánh giá khá cao. Cái cụm thắng là cái cụm của Rainbow Asset, đảm bảo hiệu năng bất thắng ổn định. Cái cụm được nuôi bởi bình dầu Rainbow khối đi cùng cái nắp bình của Titan cực kỳ sắc sảo. Đồng bộ cái bình dầu là có hai ống ga Titan sạch sỡ. Ngoài ra mình còn phát hiện thêm cái cụm đề Donald đi cùng cái cụm ga đồ chơi cũng lấp ló ở đây. Cái cặp buộc trước đem cho cái dàn tay lái một cảm giác đậm chắc hơn khi qua những ổ gà, đặc biệt là cặp buộc ECM. Không kêu như một sim, nhưng chìm dầu con heo trước là cổng dầu F. Cái màu đỏ cũng khá là bật trên cái dàn chân màu tối. Cái sự kết hợp giữa heo Rainbow 2-bit logo lớn đi cùng đĩa giao phờ giúp tối ưu hiệu sức thắng của chiếc xe. Lốc nội trong suốt màu vàng tại điểm nhấn với những chi tiết máy. Đi cùng với đó là cái nồi Puma 5 đời sau. Khi qua cái sự cạnh tranh rất là tỉ mỉ của người thợ thì chiếc xe có nước dày bạc mạnh mẽ hơn khá nhiều. Bên dưới còn có carbon titan màu sắc cũng rực rỡ, chống lại hiện tượng bị rỉ sét ở phần carbon. Chèn chân con xe cứng cáp hơn rất nhiều nhờ vào cái mâm Rainbow 5 cây huyền thoại. Cái tháng sau vẫn có sự hiện diện cái hẹp Rainbow lục lớn và dầu S để gà phơ tạo ra cái sự đồng nhất giữa dàn chân trước và sau. Heo bắt ngược cái bụi bẩn rơi xuống thông qua cái rãnh nhỏ, giúp người chủ dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh. Cái buộc sau Holin đem lại hiệu năng nhúng tim máy đi cùng với khả năng chỉnh được phù hợp cho từng nhu cầu của người chủ. Chủ nhân còn rất kỹ trang bị miếng mica che phục, hạn chế là đá sỏi bắn vào làm chạy cái tì phục. Với tổng thể cái chiếc Exeter 1-10 2010 nâng cấp vào những mẫu đồ hiệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và chia tiếp nhấn like và subscribe.